Vỗ tay thật lớn dành cho người thích câu hỏi khó. Câu này khá là hại não. Anh bình tĩnh nha. Anh bình tĩnh, rất là hại não. Đố anh, con gì có hai đầu nhưng lại chín đuôi là con gì? Một số loại xe như sau. Xe
Hợp lý không quý vị? Xe bán bánh là có bánh nhiều nhất. Ok, tôi xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, xin mời bạn bước lên trên.